Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại chương trình với chúng tôi. Thưa quý vị, và bây giờ giây phút hồi hộp gần kề, chúng tôi xin được công bố danh sách 5 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được công bố danh sách của 5 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử. Hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho 15 thí sinh. Thưa quý vị, thí sinh đầu tiên bước vào vòng trong mang số báo danh 389 xin được chúc mừng Đỗ Bá Đạt. Xin được chúc mừng thí sinh số báo danh 299 Lê Khôi Nguyên. Tiếp theo, thí sinh Lê Khôi Nguyên xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 298 Hà Trọng Tài. Xin được chúc mừng thí sinh số báo danh 178 Phạm Thành. Thí sinh cuối cùng có số báo danh 079 Vũ Duy Hưng. Một lần nữa xin chúc mừng 5 thí sinh đã lọt vào vòng thi ứng xử. Xin cảm ơn các thí sinh còn lại. Thưa quý vị và các bạn, và có lẽ đây là phần thi cực kỳ quan trọng để các thí sinh của chúng ta sẽ phải trả lời những câu hỏi từ ban giám khảo đang sẵn sàng để đặt những câu hỏi cho các thí sinh. Vấn đề là các thí sinh sẽ chọn lựa ngẫu nhiên bất kỳ tên của giám khảo nào và vị giám khảo ấy sẽ đặt câu hỏi. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời thí sinh đầu tiên. Trước hết xin mời ban thư ký bước ra để chuẩn bị các cái số tên của ban giám khảo ạ. Thí sinh đầu tiên xin được mời thí sinh Đỗ Bá Đạt số báo danh 389. Thưa quý vị, Đỗ Bá Đạt chọn được giám khảo tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp. Và bây giờ là câu hỏi của tiến sĩ Thẩm Hoàng Điệp. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay cổ vũ. Tôi xin mời thí sinh tiếp theo Lê Khôi Nguyên số báo danh 299.
Mời thí sinh hãy chọn vị giám khảo cho mình. Thí sinh số báo danh 299 chọn vị ban giám khảo nhiếp ảnh gia Quốc Huy. Chào em. Câu hỏi của tôi là bạn hiểu thế nào khi nói về người đàn ông lịch lãm? Bạn nghe rõ không? Em xin cảm ơn và em xin trả lời câu hỏi của mình. Một người đàn ông lịch lãm không những là có những hành vi tốt đẹp lịch sự với những người khác mà nó còn phải xuất phát từ tấm lòng, như thế mới gọi là lịch lãm. Em xin hết. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn Lê Khôi Nguyên. Và tiếp theo xin mời thí sinh mang số báo danh 298 Hà Trọng Tài. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là câu hỏi của trưởng ban giám khảo, nhà sử học Dương Trung Quốc. Xin trân trọng kính mời. Câu hỏi của tôi dành cho bạn. Xưa nay người ta vẫn quan niệm đàn ông là phái mạnh. Bạn có nghĩ đàn bà là phái yếu không? Có lẽ lịch sử từ đã rất lâu đời có những nhân vật nổi tiếng, đó là Võ Thị Sáu và Nguyễn Bình Khiêm. Đó là những người con gái, nói hay Hai Bà Trưng, đó là những người con gái hết sức mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng người phụ nữ là một người mạnh mẽ, tự tin và xứng đáng, không kém thua kém gì người đàn ông cả. Em xin hết. Xin cảm ơn. Phần thi ứng xử tiếp theo của thí sinh Phạm Thành mang số báo danh 178. Và xin mời Hoa hậu Phạm Thanh Hằng đặt câu hỏi. Chào em. Câu hỏi dành cho em đó là em nghĩ thế mạnh của em ở điểm nào và em có thể chứng minh cho mọi người ở đây thấy là em có cái điểm thế mạnh đó và có thể thuyết phục được mọi người ở đây hay không? Tôi xin trả lời câu hỏi của mình. Thế mạnh của tôi đó là tự tin và năng động, cho nên tôi đứng trên sân khấu hôm nay để trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Tôi xin hết. Xin cảm ơn. Và xin mời thí sinh cuối cùng, số báo danh 079, Vũ Duy Hưng. Thưa quý vị, Vũ Duy Hưng với phần đặt câu hỏi của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Kính mời. Chào em. Câu hỏi dành cho em như sau. Nếu để em lựa chọn giữa trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí nhưng mà phải trả một cái giá rất đắt cho cái sự nổi tiếng đó, hoặc có một cuộc sống bình thường như em hiện có, thì em sẽ lựa chọn điều gì và tại sao? Em xin cảm ơn. Em xin trả lời câu hỏi của mình. Em sẽ lựa chọn sự trả giá để trở thành một ngôi sao, và sự trả giá đó chính bằng công sức và mồ hôi của em gây dựng lên. Vâng, em xin hết. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, và một lần nữa những tràng pháo tay nồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho năm thí sinh đang chờ đợi kết quả trong chốc lát nữa đây. Ai sẽ là Mr. Việt Nam? Xin cảm ơn các bạn.